thiên chúa muốn chúng ta giúp đỡ các linh hồn các linh hồn họ là những người bạn yêu dấu của thiên chúa cho nên chúa muốn chúng ta giúp họ người chỉ mong muốn đem họ về thiên đàng như vậy họ sẽ không bao giờ xúc phạm tới người nữa vì họ đã được định sẵn là sẽ sống cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đúng vậy, sự công chính của Thiên Chúa đòi hỏi họ phải đền những tội lỗi họ đã phạm. Nhưng trong sự quan phòng của Chúa, người muốn chính chúng ta ra tay giúp đỡ họ. Người cho chúng ta cái quyền so dịu bớt cơn đau của họ và giải phóng cho họ không có gì làm vui lòng Chúa hơn là chúng ta giúp đỡ họ: người sẽ mang ơn chúng ta nếu chúng ta giúp họ, vì chính khi giúp họ ra khỏi luyện ngục là chính chúng ta yêu Chúa: đức mẹ muốn chúng ta giúp đỡ họ không có người mẹ nào trên trần gian mà không tha thiết thương con mình nhất là khi thấy nó đang chịu những cực hình đau đớn bà sẽ hết sức tìm mọi cách để làm giảm bớt cơn đau cho đứa con cũng như đức mẹ người tìm sự an ủi xoa so dịu cho những đứa con đang chịu giày vò cùng cực trong chốn luyện tội hầu mong đem họ về thiên đàng hưởng phúc với người chúng ta sẽ làm cho người vui mừng vô bờ bến nếu mỗi lần chúng ta cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn chúng ta bắt buộc phải thương yêu và giúp đỡ kẻ khác láng giềng của chúng ta càng cần giúp đỡ bao nhiêu thì sự giúp đỡ của chúng ta càng bị bó buộc để giúp đỡ họ bấy nhiêu. Có thể đây là một tội vô nhân đạo khi chúng ta từ chối giúp đỡ một bữa ăn cho một kẻ bần cùng sắp chết vì đói. Họ đang cần đồ ăn của ta để được sống hoặc khi chúng ta từ chối đưa một cánh tay ra để cứu một kẻ sắp chết chìm không phải chúng ta chỉ giúp đỡ kẻ khác trong hoàn cảnh dễ dàng mà ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn chúng ta cũng phải hy sinh cũng phải cứu vớt người anh em của chúng ta ra khỏi cơn tuyệt vọng và bây giờ ai sẽ là kẻ cần sự giúp đỡ của ta hơn nếu không phải là các linh hồn trong luyện ngục ai là kẻ đói hơn khác hơn đau khổ hơn chịu nhiều cực hình hơn nếu không phải là các linh hồn nơi luyện ngục ai là người nghèo người bệnh người khốn khó hơn nếu không phải là các linh hồn nơi luyện ngục phải chúng ta có thể kiếm ra được những kẻ có tâm hồn rất tốt nhưng họ chỉ tìm cái lợi ích trong những việc làm khác. Nhưng giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục thì rất hiếm. Và ai có quyền đòi hỏi chúng ta hơn? Nếu không phải là ông bà cha mẹ, là bà con, là bạn bè thân quyến của chúng ta, là những người mà chúng ta mắc nợ rất nhiều. Và cũng có thể là do nuông chiều chúng ta quá đáng mà nay lại phải bị giam cầm nơi luyện ngục đang rất cần đến sự giúp đỡ của ta chúng ta vẫn dưng mà không mắc tội sao tại sao phải cầu nguyện cho các linh hồn điều luật đầu tiên của thiên chúa dạy chúng ta là phải kính mến chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy? Đây là điều luật căn bản của thiên chúa. chính Chúa đã thể hiện điều này trước cho chúng ta thấy trên cây thập giá: vậy chúng ta phải làm gì cho kẻ khác, nếu ta từ chối làm cho kẻ khác là chúng ta từ chối Chúa. Phúc âm Thánh Matthew đã phát họa việc Chúa sẽ phán xét trong ngày tận thế như sau: Khi ta đói, ngươi đã không cho ta ăn, khi ta khát, ngươi đã không cho ta uống, khi ta là kẻ lạ, ngươi đã không rước ta vào nhà, khi ta trần truồng, ngươi đã không cho ta quần áo mặc khi ta bệnh ngươi đã không viếng thăm ta khi ta tù đài ngươi đã không an ủi ta nói cho các ngươi biết khi các ngươi làm cho một người anh em trong các ngươi tất nhiên các ngươi làm cho ta đó có nhiều người công giáo tường thuật và tưởng rằng cái luật đó ở vào thời đại này đã bị đình chỉ không còn áp dụng được nữa, đó là tại họ quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình đó thôi, nhưng những gì thiên chúa phán ra sẽ không bao giờ mai một hoặc bỏ qua đâu: các linh hồn sẽ đền ơn cho chúng ta cả ngàn lần hơn chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ có thể hoàn toàn không diễn tả được sự mang ơn vô bờ bến của họ đối với kẻ đã giúp họ họ tha thiết muốn trả ơn họ sẽ cầu nguyện cho kẻ thi ơn cho họ với một tấm lòng sốt sắng mãnh liệt không ngừng và thiên chúa sẽ không thể nào từ chối họ một cái gì